là người hơi nóng tính. Khi mà hồi hộp á thì em đổ mồ hôi rất là nhiều. Đó đúng rồi, đây đây đây. Cái gì mà cứ à hoài vậy? Thôi anh không chịu đâu hả? Không chịu đâu. Thôi mà anh không chịu mà. Thôi đừng giậm, đừng giậm. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, trước tiên em xin chào quý vị khán giả. Em chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh. Em tên là Bích Ngọc. Năm nay em 23 tuổi, quê em ở Long An. Ngọc đang làm công việc gì Ngọc? Dạ, em là một giáo viên mỹ thuật. Em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, quê ở Long An nhưng mà làm ở thành phố Hồ Chí Minh, ở chỗ nào? Dạ, em dạy ở quận 4. Dạy quận 4, làm cô giáo, dạy mỹ thuật, dạ. Hay quá. Rồi, mời chàng trai bên kia. Xin gửi lời chào thân thương đến anh Nguyễn Linh, chị Cát Tường và toàn thể các vị khán giả bên đây và bạn ở cái bên kia rèm. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Đức Huy. Hiện nay hôm nay em 27 tuổi. Em đang làm việc và sinh sống tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Em làm việc gì Huy? Công việc của em thì là về bên giám sát kỹ thuật thi công bên điện. Quê mình ở đâu em? Dạ, em thì sinh ra thì ở một nơi là không khi nào mà người ta sẽ đói, đó là Chợ Gạo Tiền Giang chị ơi. Có người yêu chưa? Dạ, có người yêu rồi, đến đây làm gì nữa anh? Không, anh hỏi trước đó đó. Trước đó thì em chưa có người yêu. Có mối tình dắt dai nào chưa? Tại thì em vẫn một mình một mã thôi. Là hồi đó giờ chưa quen ai hết hả? Dạ chưa chị ơi, ế quá rồi, mấy giờ mới tìm đến chương trình để giải ế thôi chị. Mình có điểm mạnh điểm yếu gì mình giới thiệu cho anh bên kia nghe, ảnh chưa có mối tình nào. Dạ cho em nói khuyết điểm em trước rồi. Đi khuyết điểm của em là thẳng thắn, không thích sự thay đổi. Nhưng mà em đi làm hay là đi đâu đó là chỉ biết đường về nhà tới trường thì thôi, em không có đi đường khác, không rất là dở đường. Còn về ưu điểm của em là rất là lạc quan, thích chia sẻ và biết nấu ăn. Mình có bạn trai chưa em, có mối tình nào chưa? Dạ em có một mối tình chính thức là khi em còn đi học. Khi ra trường thì mỗi người một hướng rồi. Mình quen được bao lâu? Dạ 2 năm, khi lớp 11. À là lúc còn nhỏ, là lớn lên rồi ra trường là chia tay thôi. Dạ. À, bây giờ em mong muốn kiếm một người bạn trai như thế nào? Em mong muốn kiếm một người bạn trai là bạn đó cao trên 1m6. Rồi, cao hơn luôn. Có không? Có. Người thì to cao hơn em, tại vì em nhỏ con nên thích người to cao. Cao có, to có luôn. Rồi anh bên đó có ưu điểm khuyết điểm gì cũng phải cho bên này người ta biết chứ. Ưu điểm của em thì em là người hòa đồng vui vẻ, giao tiếp thì rất là tốt. Còn khuyết điểm của em á thì em là người hơi nóng tính. Khi mà hồi hộp á thì em đổ mồ hôi rất là nhiều. Đó đúng rồi, đây đây đây. Cái gì mà cứ hoài vậy? Bên đây em trai hơi hồi hộp chút xíu, căng thẳng chút xíu. Bây giờ muốn lấy vợ chưa? Cũng muốn rồi chị mới tham gia chương trình đó chị. Khi mà em căng thẳng á, em hay làm gì? Em nếu mà căng thẳng thì em muốn hay ca một hai bài. Ồ, một vài bài. Ca đi, ca cho nó đỡ căng thẳng nào. Đứng lên biểu diễn đàng hoàng em cho nó thoải mái lên. À, em xin hát bài Về Giữa Mấy Nhà. Người ơi mau về đây, bê bên bếp phòng, tay cầm tay, cười lên trang chứa cho niềm vui nhân chiếc ngày đêm này. Về đây ta tìm nhau mấy mùa nhau. Trùng quá, em hồi hộp quá nên đứt gánh vô đường anh ơi. Cũng còn căng thẳng nữa. Em hát xong em hết căng thẳng, bên đây cô gái này cô căng thẳng. Bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Tuy mà khó tính nhưng mà em cũng chọn người thật là đơn giản thôi chị. Tính tình dễ thương. À, em rất là chịu ngọt thì người đó ngọt với em là được. Tôi biết anh thích ăn chè mà. Có gì nữa? Tính tình không ki bo. Không ki bo. Có cái điều gì mà em không thích ở người đàn ông không? Em không thích bạn nam cờ bạc với nóng tính. Bên đó anh nóng tính cờ bạc có không em? Dạ không chơi. Nóng tính hơi có. Mà giờ em nhìn đi, anh này anh hiền khô à. Dễ thương lắm, em nhìn thì bao nhiêu nóng. Anh này nóng lên chắc anh ấy không có nói nữa nha. Ngoài cái cờ bạc, cái nóng tính ra còn cái điều gì nữa không?
là mặt mày em thích làm sao? Tóc tai mặt mày tướng tá. Người gọn gàng là được, với là đơn giản thôi. Gọn hả? Gọn gàng là gọn gàng cái gì? Tức là tóc tai gọn gàng. Tóc tai có gọn gàng không? Tóc tai quá gọn. Rồi. Em có hình mẫu lý tưởng không em? Dạ, hình mẫu lý tưởng của em là Huyền Linh ạ. Cũng giống lắm mà nha. Ờ, vậy cũng được. Được. Tóc tai phải gọn gàng nha. Ủa? Trời ơi, gọn à. Gọn quá gọn. Hơi gọn lắm á. Sao đổ mồ hôi dữ vậy anh? Nãy em giới thiệu rồi mà chị. Căng thẳng là rất là công việc. Yên tâm qua cái vấn đề đó rồi em. Rồi. Mồ hôi rất là nhiều. Nhưng mà nói thiệt là anh có thích phụ nữ không? Dạ, thích chứ gì. Thích hả? Phụ nữ không thích, thích sao? Thích mà sao từ đó giờ không lẽ đi làm không có để ý được một cô nào? Vẫn có em để ý nhiều nhưng mà không dám cua thôi đúng không? Không, vẫn sự khởi đầu nan mà gian nan bắt đầu nản rồi chị ơi. Khởi nản là sao? Cô gái mà nản là sao? Không có kiên nhẫn. Bây giờ cô gái này là cô nhỏ hơn anh nè, cô mới 23 tuổi thôi. Mà nhỏ thì người ta ví dụ như là nhõng nhẽo nè. Rồi người ta thích là đưa đi ăn đi chơi, ví dụ lễ Tết phải có quà, có bánh, có đồ kia. Nhưng mà nhõng nhẽo thì em nhõng nhẽo lại. Không này, em nhõng nhẽo chắc dễ thương lắm rồi nha. Em nhõng nhẽo sao đây, em làm coi thử coi. Thôi anh không chịu đâu hả? Không chịu đâu. Thôi mà anh không chịu mà. Thôi đừng dậm, đừng dậm. Vậy chắc chết quá. Không chịu phải chịu. Phải mạnh mẽ lên chứ. Dạ. Phải kiên trì chứ. Cố gắng nha. Dạ. Chùi mồ hôi bớt đi, để hồi nữa người ta nhìn mặt cái mồ hôi không à. Nhiệt tình. Nhìn nó thấy ghét lắm à. Chà, gọn gàng nha. Để anh Quang coi đàn gái sao nha. Gọn. Bình tĩnh nha. Để coi. Ồ, chào em gái, dễ thương quá. Anh bên đây thỉnh hiền lắm. Chỉ có hơi nóng tính chút xíu, em có nhắm làm anh nguội được không? Dạ không, tại vì em cũng đôi khi em cũng nóng tính lắm. Ngày xưa em cũng nóng tính nhưng mà bây giờ cái môi trường công việc của em thì nó không có cho phép. Đúng rồi, cô giáo đâu được nóng tính được. Em thích đàn ông bụng bự bự chút không? Dạ, dạ được. Bụng bự hay tốt lắm, bụng ta tốt bụng đó. Dạ, không có quen đâu bụng. Em hình dung anh này như thế nào? Thử tưởng tượng coi. Em nghĩ là anh đó mặt tròn, bụng bự, cao hơn em. Dạ, em nghĩ là vậy đó. Dắt qua thứ 6 đó. Được á, anh thấy được. Chắc người tình trong mơ rồi đây. À, bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ, em đi với các thầy cô trong trường, có thầy hiệu trưởng với chị gái của em. Mười mấy người. Trời ơi, đâu đại diện hội nhà gái đâu à, cho xem cái. Mười mấy người. Quá dữ. Gặp thầy hiệu trưởng ơi, tình hình sao thầy? Dạ, xin chào hai MC Quyền Linh Cát Tường. Dạ. Thì xin hỏi bạn trai chút, bạn trai trong gia đình bạn trai có ai là giáo viên không? Dạ, thưa thầy, ba con làm giáo viên. Dạ, ba con cũng làm hiệu trưởng. Cô. Nếu gia đình bạn là nhà giáo thì tôi nghĩ là thứ nhất là về gia đình thì mình đã hợp nhau. Thứ hai nữa là qua tính cách của bạn thì mình thấy là bạn là người con trai hiền. Tôi thấy là hai bạn cũng có những cái tính cách hợp nhau. Cho nên bây giờ tiếp tục hai bạn cùng cho một cơ hội. Tôi mong rằng hai năm nữa như Ngọc nói thì được dự đám cưới của hai bạn. Điều đó là quá hay. Cảm ơn thầy. Cho anh hỏi thêm ý kiến của chị gái đi. Thì em thấy anh em bên đây thì cũng hiền, nhìn cũng thật thà. Nhưng tánh Ngọc thì nhìn về ngoài thì nhìn trẻ con. Nhưng mà là một người rất biết suy nghĩ, biết quan tâm tới mọi người. Nhưng về vấn đề tình cảm thì em ấy rất là nghiêm túc. Nên mong là khi mà hai người tiếp muốn tiến tới với nhau thì phải ngoài vấn đề là phải là anh này phải thật là có tính kiên nhẫn, phải là nghiêm túc trong tất cả các mối quan hệ. Nói gì với chị đi. Đó, chị chê cái vụ kiên nhẫn rồi kìa, hứa với chị đi. Thì nếu mà được có cơ hội á thì em sẽ cố gắng kiên nhẫn hơn. Dạ, cảm ơn chị. Mong là em nói được làm được. Dạ. Quy đi với ai Quy? Hôm nay em đi với em họ, mấy người bạn. Em họ? Dạ. Em họ thấy chị dâu tương lai bển sao? Dạ, trước tiên cho em gửi lời chào tới hai MC và các bạn ở đây. Và chào chị gái đó. Tính anh Huy thì cũng hơi nóng tính với lại cũng hiền lắm. Thì em thấy chị gái bên đây thì cũng dễ thương. Mong là chị có thể thay đổi được cái tính nóng của anh Huy. Thì em chỉ biết chút là anh chị tạo cho nhau một cơ hội để có thể tiến tới về sau này. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ chuẩn bị nha. Rồi. Bắt đầu nhà trai qua coi mắt nhà gái nha. Lau mồ hôi sạch rồi đó.
đầu. Em cảm thấy anh thế nào? Em thấy anh hiền, nhưng mà tại sao anh lại nóng tính? Em thì người thường người ta hiền, nhưng người ta sẽ điềm đạm. Lúc xưa anh đi làm, hồi chưa đi làm thì anh tính cũng rất là nóng. Nhưng mà khi đi làm rồi á, thì cái nóng đó mình vẫn kiềm chế được. Chứ không cái gì cũng phải là nóng tính mới giải quyết được. Lâu lâu mới nóng một lần thôi, chừng nào bị điện ấy mới nóng thôi, gần điện mới nóng thôi. Chứ thấy mặt này đâu có nóng nổi đâu. Vậy khi mà anh nóng tính anh sẽ làm gì? Nóng tính thì anh khi có thể là anh im lặng không nói gì. Trời ơi, ý em hỏi là nóng tính anh có hành động nào không? Không, hồi đó giờ anh chưa hành động gì hết. Đã có chửi rủa. Cũng có chửi. Nhưng mà trong công việc nóng nhất là chửi sao? Thử thể hiện cho cô biết để cô tính chứ. Làm được nghỉ hết đi. Hả? Làm không được thì nghỉ hết đi. Làm được nghỉ hết đi. Nóng lắm đó hả? Dạ. Thấy chưa? Không có nóng được đâu. Nói vậy thôi. Chứ nhìn gương mặt là em mắc cười, là càng nóng nó càng mắc cười á. Thiệt mà. Mày hề hước lắm á. Nếu hẹn hò thì hẹn sao? Em thích gì nói đi, em thích đi chơi đâu hỏi đi. Sao thích, em thích nó có đi du lịch được không? Dạ có, em đi du lịch. Anh cũng thích đi du lịch. Dạ. Khi nào anh rảnh em mời em đi chơi một bữa đi, nói đi. Khi nào thời gian rảnh thì anh có thể mời em một chuyến du lịch gần ở đây thôi. Gần ở Sài Gòn thôi. Gần Sài Gòn hả? Đừng nói mời đi sở thú nha. Cũng tính dự định đó anh. Hả? Tính dự định đó. Trời ơi. Bây giờ em tiến tới ha. Hát bài nào đó tình cảm tặng cô ấy, nắm tay cô ấy hát. Để cô cảm nhận cái tình cảm của mình coi. Nắm tay cho truyền điện thế nào, điện làm thử điện mà. Tiến tới từ từ đó. Thì ơi, gửi em một bài hát. Thôi bắt đầu, nhìn cổ hát coi cổ cảm nhận tình yêu thế nào. Vì sao anh nhớ em thế này, nhung nở đông đầy trong lòng mặn. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà sao nhớ như vậy, em hỏi em có hiểu có hay. Bây giờ hai bạn nhắm mắt lại cảm nhận xem trái tim mình nó có rung động chưa nha. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, mời em. Sao không bấm gì em gái? Em xin lỗi vì tại vì cái cảm nhận ban đầu nó không, anh nói là anh nóng tính, tính em thì em thích người nóng tính. Đâu có nóng đâu. Bây giờ anh nói có nóng mà. Hay là tại che anh bụng bự? Dạ không, em ngoại hình em không quan trọng, em quan trọng là tính cách thôi. Nếu mà em cho anh cơ hội mà sau này em không có làm được giống như vậy thì sẽ càng cho anh một, để cho anh một có một cơ hội khác, sẽ có những cái bạn tốt hơn. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm tìm được người yêu thương của mình nha. Gửi tặng. Ví dụ sửa soạn đi chơi hay gì đó thì hơi lâu một chút, hơn tiếng. Hơn tiếng. Đến 2 tiếng. Ghen thì ai cũng có ghen chứ, nhưng mà ghen đúng rồi. Tính chất công việc thì phải chấp nhận thôi. Còn ngoài đời anh làm em tin tưởng thì không có gì. Mời bạn trai. Xin mời bạn gái. Bây giờ thì bạn trai giới thiệu lớn lên cho bên nhà gái nghe luôn nha. Em là Nguyễn Hoài Phong. Em sinh năm 1982. Hiện tại em quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Và quê của em là ở Tiền Giang. Em làm bên tư vấn thiết kế thi công quảng cáo. Rồi mời em giới thiệu về mình chút xíu đi cưng. Em xin chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quỳnh Linh cũng như là anh trai bên kia. Em tên là Ngọ Mai Ly. Năm nay em 30 tuổi. Công việc hiện tại của em là nhân viên kế toán tại thành phố Hồ Chí Minh. Và em sống với nhà chị gái ở Vĩnh Lộc, Bình Chánh. Bình Chánh. Em có ưu điểm khuyết điểm gì Ly? Dạ, ưu điểm của em là hiền lành, dễ gần, làm việc có trách nhiệm và sống tình cảm. Dạ, nhược điểm của em là em bị ít nói với lại hơi chậm chạp. Do kế toán là phải là cẩn thận, nhưng mà có một số việc hơi bị chậm, như là ví dụ sửa soạn đi chơi hay gì đó thì hơi lâu một chút, hơn tiếng. Hơn tiếng. Đến 2 tiếng. Tắm giặt thì
cũng lâu, hàng ngày em tắm giặt luôn thì khoảng tiếng đồng hồ. Khi đâu là phải 2 tiếng đó. Dạ, dạ có khi lâu hơn nữa. Không sao, khi yêu rồi thì mấy tiếng cũng được hết. Em trai, ưu điểm khuyết điểm em như thế nào? Em nếu mà nói là cái điểm mạnh thì trong cái công việc thì em... Trong cái công việc trong nhà thì nấu cơm, rửa chén hay bất cứ gì đó em làm rất là nhanh. Còn trong công việc thì em cũng làm rất là nhanh. Em thiết kế cũng nhanh, mà em tư vấn khách hàng cũng nhanh, em thi công cũng nhanh. Em muốn làm cho nó nhanh để thời gian mình nghỉ ngơi hoặc mình tìm khách hàng khác. Điểm yếu thì thường ví dụ như giờ mà đưa em cọc tiền giấy tùm lum 200, 300, 500 gì đó là em đếm em rối lắm. Thà đưa tiền 500 đếm đúng cho rồi, nhanh ha. Đúng rồi, 500 thì đếm nó dễ. Hoặc đưa tiền đô đi, vàng thì đếm nó nhanh ha. Đô thì em chưa đếm. Hay xúc động. Ví dụ giờ mà nghe cái bài Quê Em Mùa Nước Lũ thì em sẽ khóc. Bởi vì em sống lớn lên từ cái vùng nước lũ ở Đồng Tháp. Cho nên cái ký ức nó còn rất là sâu xa. Coi như người tình cảm đó. Rồi như vậy thì tình yêu của em như thế nào? Em có mấy mối tình rồi? Dạ em là ly hôn. Ly hôn lâu chưa? Em ly hôn năm 2019. Em với bà xã chung sống mấy năm? Với bà xã thì có hai đứa con. Đứa con lớn thì cũng năm nay học lớp 7 rồi. Còn đứa nhỏ thì học lớp 1. Thì cưới nhau năm cuối 2007. Rồi hai cháu nó sống với ai cưng? Sống với bên mẹ nó, bên ngoại á chị. Là nhà quận 12 là... Em thuê nhà ở. Ủa rồi ba mẹ em ở đâu? Ba mẹ em hiện giờ là ở dưới quê Tiền Giang. Mà nhà gái, đường tình duyên là sao em? Em trải qua hai mối tình sâu sắc. Mối tình đầu tiên là hồi thời sinh viên. Sau đó là người chồng của em. Bạn em chung sống được hơn 2 năm, chia tay. Bởi vì bạn đó thì rất là ham chơi, bài bạc, rồi gái cú cũng có. Em có con chưa Ly? Dạ, em có một bé gái 7 tuổi. 7 tuổi hả? Dạ, em hiện thì em đang gửi bé ở dưới ngoại ở Đồng Nai để cho nó đi học. À, ở dưới ngoại ha. Bây giờ thì Phong muốn tìm một cái người đi tiếp cho mình những quãng đường còn lại như thế nào? Nói chung là mình tìm một cái người mà để có cái tâm một chút vì mọi người và biết thương những người trong gia đình và những người xung quanh, biết giúp đỡ những người ngoài xã hội. Nếu mà cá tính quá thì cũng không tốt, mà hiền quá thì cũng không tốt, vừa vừa thôi. Bởi vì cái nhu cầu của mình là một cái người để mà xây đắp một cái hạnh phúc. Cá tính là cái người nó hơi dữ dữ đó. Em tức là... rồi. Vợ em ngày xưa là võ sư, cũng em cũng phải là em sợ, nhưng mà mình cảm giác một người cá tính quá thì mình sợ sau này nhiều khi em thì nóng, nhưng mà tánh em nóng nhưng mà xúc động mà dễ tha thứ. Dạ rồi, để anh qua nhà gái anh coi. Chào anh gái, em muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như mình như thế nào? Dạ em mong anh ấy là một người biết lo làm ăn, sống có trách nhiệm với gia đình, không có nóng tính, gia trưởng đó. Nãy giờ anh nói rồi đó, anh thấy khoảng được bao nhiêu phần trăm? 70%. Thôi hai người mở rào gặp nhau đi. Dạ. Rồi trao đổi như thế nào ha. Rồi mở rào. Bắt đầu đi Phong. Okay. Chào em. Dạ. Anh có món quà nhỏ tặng. Dạ. Cái này thì không có vật chất gì nhiều, nhưng mà nó là cái vật chất về tinh thần. Một cuốn... Đây là quả cầu tuyết á. Thì em mong là sau cái chương trình này thì anh sẽ kiếm được một người bạn đời luôn bên cạnh anh, chia sẻ những cái niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Trời, rất là cảm ơn em. Chắc tối nay ôm này ngủ. Hồi xưa giờ không có ai tặng quà cho anh hết. Yeah. Em tên gì? Dạ em tên Ly. Ý là anh cũng có nói là anh cũng có nóng tính á. Thì ví dụ như hai vợ chồng mà cãi vã nhau á, thường thường thì anh xử lý như thế nào? Thật sự mà nói thì anh không bao giờ cãi vã. Mình có lỗi thì mình biết mình có lỗi đó. Nhưng mà có cái là giống như mình sống, xưa giờ mình sống gia đình bên vợ, cho nên cái gì mình cũng chịu thiệt hết. Còn nếu mà có cãi về những cái vấn đề nào đó, sẽ coi lại nó như cái gì, cái vấn đề gì mà cãi. Công việc hiện tại của anh á, cụ thể là làm gì anh? Nói chung là giống như hiện giờ là giống như là đang ở không. Năm 2019 thì anh cũng có mở ra cái cơ sở quảng cáo. Chưa có được gì hết, cái dịch tới rồi, cái dẹp rồi, cái hồi năm rồi là cũng mở ra nữa ở quận 12, nhưng mà cuối cùng cái dịch nữa.
rồi dẹp luôn. Rồi giờ là không dám mở nữa. Rồi qua dịch đi rồi tính chứ. Nhưng mà cũng vẫn còn nhận khách làm. Tại vì làm nghề này cũng được 10, 15 năm rồi. Vậy thì anh có định hướng gì trong tương lai? Định hướng thì bây giờ cái nghề anh nên vẫn làm thôi. Vậy nếu mà anh xác định tiến tới hôn nhân á, thì anh có chấp nhận là sống chung với con của em? Em cảm nhận như thế nào? Thật sự là mình lên cái chương trình này thì mình đã biết cái điều đó rồi. Thì không phải là chấp nhận và không chấp nhận, nó bắt buộc phải là chịu vậy thôi. Nhưng mà ý là tư tưởng của anh có thoải mái không? Hay là vì bắt buộc hay gì là anh phải chấp nhận điều đó? Nói chung mình cũng mới có nói chuyện qua lại, chưa hiểu đâu. Anh thì sao cũng được hết. Có nghĩa là anh rất là dễ. Thì con của em cũng như là con của anh. Hoặc là ví dụ như anh nuôi một bé trai 7 tuổi đi, như con em đi, thì bắt buộc em thương anh thì em phải thương con anh thôi. Dạ. Cũng như vậy thôi. Điều đó là điều bắt buộc. Dạ. Đương nhiên đi. Em xài cái chữ đương nhiên á. Dạ, là em không nó có sẽ biết nói chuyện chị. Dở ẹt. Ừ. Tính toán thế nào nếu như hai người đến sâu hơn nữa? Em có muốn sống ở Sài Gòn luôn hay là em muốn về quê? Ở đâu công việc của người đó tốt cho tương lai của gia đình thì mình theo người đó thôi, chứ không bắt buộc là phải đi đâu hay là như nào, về quê hay như nào. Nói chuyện thì mình không thấy mặt thì dĩ nhiên mình không có biết. Thì sau khi mình thấy mặt thì nói chung cũng rất là ok, rất là được. Em gái hiền đó. Hiền, giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng. Em làm cái gì cũng chậm. Dạ. Vậy em biết nấu cơm hay là này dạ, kia? Dạ, mấy cái đó em biết làm hết. Biết làm hết nhưng mà chậm. Dạ. Dạ. Dập đồ chậm. Không, tùy từng cái thôi, nấu cơm thì bình thường. Chỉ có điều là sửa soạn với lại tắm, dập tay. Tại vì đồ của em là em không có thói quen là để 5-3 ngày em dập một lần á. Nên ngày nào em phải dập ngày đó. Anh thì dập đồ rất là nhanh. Nấu cơm là cũng rất là nhanh. Tại vì vừa nấu cơm thì chỉ có ghim điện vô rồi lo rửa chén và làm đồ ăn thôi. Nhưng mà nấu ăn thì là dở lắm. Chỉ có được cái làm nhanh. Nói chung cái đầu óc thiết kế mà. Có thể là công việc nhà mình tự làm này kia để cho nó gọn gàng, nó dễ dọn dẹp. Nếu mà bình thường em nghĩ thì em có đi đâu chơi không hay là em ở nhà? Dạ em ít đi chơi lắm, em ở nhà không. Đó cũng là lý do em. Em có biết uống được bia rượu gì không? Dạ không, em không biết. Nếu mà anh không đi làm, có khi anh, có thể là nếu mà anh làm công trình có thể tới sáng không chừng, rồi tới khuya. Nhưng mà thường là ít nhận được công trình thì mới làm vậy, còn không thì thôi. Cho nên thời gian rất là rảnh, nhiều khi buổi sáng làm chút gì đó rồi nghỉ tới chiều. Cho nên thời gian của anh hơi bị nhiều. Ví dụ như mình xác định quen nhau á, thì khoảng bao lâu là mình tiến tới hôn nhân? Cái này thì bây giờ mình cũng không có trả lời được là lý do, tại vì hiện giờ anh đang rất là khổ và khó khăn. Anh thích vợ của anh là ví dụ có thêm đứa con nữa thì ở nhà chăm con hay là như thế nào? Khi mà hai người đã đến với nhau, cưới nhau rồi đó, thì chắc chắn nó sẽ có một cái công ăn việc làm nó ổn định rồi thì đâu có cần lo cái đó. Nhưng mà sinh một đứa con thì chắc chắn phải bỏ ra 3 năm rồi. Anh pha sữa hơi bị nhanh hơn gấp mấy lần. Dạ. Ngày xưa ngoài cái giờ đi làm ra, về tối về nhà là anh chăm. Cho nên cái tay nghề pha sữa hay là trời, nhiều khi nằm kế cái bình thủy nước nóng nó qué lên là phải chăm. Nói chung là anh rất là lẹ, thì em yên tâm cái khoản đó. Rồi em có đủ sức để lo cho bạn gái, rồi lo cho bà xã, rồi lo cho con nữa không? Nói về cái nghề của em á, không có dịch thì nó rất là ok. Đúng, chị nghĩ mà là như em vậy. Đụng hai cái trận dịch cái em dẹp hai lần em đuối. Không phải nghề của em mà nghề nào cũng đuối. Nghề nào cũng đuối thì đó. Bởi vậy em mới nói là bây giờ mình không thể nào nói trước được. Không, nhưng mà em phải tự tin chứ. Đúng rồi. Tại vì em đã có nghề rồi, cho nên em phải tự tin là khi mà mọi thứ nó trở lại bình thường, cuộc sống trở lại bình thường á, thì em dư sức dư nuôi sức. Vợ nuôi con. Dư sức. Đó, em phải nói điều đó ra. Dù cho qua dịch mà kinh tế có khó khăn thì chăng nữa thì dù sao anh cũng còn gia đình anh. Vẫn còn cha mẹ. Cha mẹ anh rất thương anh. Dạ. Và cha mẹ anh rất là dễ. Từ ngày xưa mình đã khổ rồi thì bây giờ em không có phải là sợ khổ nữa. Bởi vì anh tìm một người để cùng anh để lập nghiệp, để mà cùng đi lên. Em có ghen không? Không ghen. Ghen thì ai cũng có ghen chứ, nhưng mà ghen đúng rồi. Đúng rồi. Ví dụ như mai mốt mà về
anh Linh hay chị Văn gì đó có mời anh đi quay một cái chương trình nào đó, thì quay với cô gái nào đó thì em có ghen? Một ngày nào đó hả? Là quay phim đó chứ không phải quay chương trình này đâu. Quay phim? Không, cái này là anh hỏi thiệt. Hoàn toàn là tính chất công việc nha. Công việc của anh thì sau này anh cũng sẽ phải cũng có tham gia phim. Tính chất công việc thì phải chấp nhận thôi. Còn ngoài đời anh làm em tin tưởng thì không có gì. Rồi, bây giờ chúng ta nghe người thân có ý kiến đi. Xin chào quý khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em là đồng nghiệp của chị Ly. Chị Ly nhà em thì là một người dịu dàng, quan tâm đến mọi người, vui vẻ yêu đời, là người làm việc thì có trách nhiệm và còn nấu ăn ngon nữa. Đối với em thì chị Ly là một tức người phụ nữ của gia đình, nên là em mong anh chị sẽ cùng cảm nhận và sẽ lựa chọn đúng. Chúng ta sẽ để tay vào nút bấm thôi các bạn. À, từ từ. Tại còn cái này em chưa tặng, tặng sao? Hả? Em tặng bạn gái coi. Ừ, tặng đi. Cái này là nó không có giá trị nha, nhưng mà nó có giá trị về cái tinh thần nữa nha. Để anh lấy lại cộng khung. Lỡ mà em không bấm, lấy cộng khung anh xiết cổ. Lỡ mà em không bấm, anh lấy cộng khung anh xiết cổ kìa. Cái này là hôm qua đó. Dạ, em xin đọc là: em hoàn mỹ như vậy, nhưng có một thiếu sót. Có biết thiếu gì không? Là thiếu ăn đấy. Trời ơi, không tỏ tình kiểu đó là chết người ta hết rồi, rụng rời rồi. Quấn lại đi. Tỏ tình bằng quảng cáo á. Ừ. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi. Có bấm không? Không bấm. Mai Ly không bấm. Lý do sao Ly? Dạ em cảm ơn, kiểu cảm giác không được tự tin về bản thân mình cho nên em chưa được yên tâm. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Dù sao nữa thì cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình và mong rằng một ngày không xa chúng ta sẽ có những hạnh phúc trọn vẹn, có những mảnh ghép sẽ ghép lại với nhau quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tìm một bạn trai mà có gia đình cũng thương người con dâu ạ. Tại con thích làm dâu tại vì con không có ba mẹ từ nhỏ. Ủa, trước ba mẹ con đâu? Hồi lúc mà sinh con ra được 6 tháng thì ba đánh mẹ, xong rồi ba có gia đình khác và mẹ con đi tu. Gia đình con không tìm được mẹ. Ba con thì có gia đình khác và mang con đi bán nhiều lần á, cho nên là bên ngoại không cho gặp ba nữa. Con không biết ba với mẹ con ở với ngoại, ngoại mất thì con ở với gì? Xin mời bạn nữ. Thôi dịu dàng quá đi. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em. Mình giới thiệu về mình nào cô gái. Dạ xin chào Cường Vân, với lại chú Huyền Linh và bạn trai bên kia. Con tên là Huỳnh Thị Thúy Hằng, quê ở Bến Tre ạ. Năm nay 30 tuổi. 30 tuổi hả? Dạ. Trời ơi, thiệt luôn á hả? Làm công việc gì Thúy Hằng? Dạ, em chuyên về nhà hàng khách sạn ạ. Làm tại Bến Tre luôn hả? Dạ, em có một cái việc làm rất là dài, đó là em làm ở bên Dubai 6 năm và em về Việt Nam năm 2020. Ừ. Dạ, em cũng sau đó làm bên Dubai. Dạ, giám sát nhà hàng ở bên Dubai ạ. À, 6 năm. Rồi mình về mới về đây đúng không? Dạ, về năm 2020 thì dịch cho nên là con lên Sapa làm. Và sau đó là con về Sài Gòn thì lại bị dịch nữa cho nên con ngưng cái việc làm lại ạ. À, vậy con về Sài Gòn là ước mơ của con là làm một cái quán cà phê nhỏ nhỏ. Nhưng mà do dịch cho nên là ngưng lại là và con không có đi làm á. Cho nên con sử dụng tiền tiết kiệm và con nghĩ là con sẽ phải tìm một cái công việc mới. Rồi, xin mời em trai. Xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào cưng. Chào khán giả của mình nữ bên kia. Em tên là Trịnh Minh Hậu. Năm nay em 29 tuổi, em sinh năm 92. Em sinh ra ở Bình Thuận, đang làm việc tại Biên Hòa Đồng Nai. Em làm kỹ thuật viên ạ. Hậu làm kỹ thuật viên. Dạ. Hằng Hậu, Hằng có Hậu, có Hậu là có Hằng. Ưu điểm, khuyết điểm như thế nào? Ưu điểm của em là tự lập,
Em lạc quan vui vẻ. Em nghĩ mình có tính cầu tiến, cũng biết lắng nghe chia sẻ. Bây giờ mình nói sơ một chút về cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Giống như cô nói là con hiền, dễ chịu, con dễ nói chuyện với mọi người, rất thân thiện ạ. Đến chương trình này thì con rất là mong là tìm một bạn trai mà có gia đình cũng thương người con dâu ạ. Tại con thích làm dâu, tại vì con không có ba mẹ từ nhỏ. Con ở với dì, ở dưới ngoại xong ở với dì. Ủa, trước ba mẹ con đâu? Hồi lúc mà sinh con ra được 6 tháng thì ba đánh mẹ. Xong rồi ba có gia đình khác và mẹ con đi tu. Gia đình con không tìm được mẹ, không biết mẹ tu chùa nào. Tại vì tìm xong rồi cứ tu chùa khác, xong rồi tìm rồi không tìm được nữa. Ba con thì có gia đình khác và mang con đi bán nhiều lần á. Cho nên là bên ngoại không cho gặp ba nữa. Con không biết ba với mẹ con ở dưới ngoại. Ngoại mất thì con ở với dì. Con có nhớ về mẹ mình cái ký ức của con á? Lúc đó con 6 tháng thôi, con không biết gì ạ. Con chỉ có coi qua hình ảnh thôi. Con được một tấm hình duy nhất của mẹ. Một tấm hình duy nhất của mẹ thôi. Dạ, dạ. Nhưng mà mẹ có biết sự tồn tại của con bây giờ như thế nào không? Hoặc là con có biết mẹ đang ở nơi nào không? Dạ không ạ. Gia đình cũng cố gắng tìm trên phương tiện truyền thông nhưng mà chưa được ạ. Ồ, vậy hả? Hằng khó tìm mẹ, nhưng mà mẹ chắc rất dễ tìm Hằng nếu muốn tìm. Rất là mong mẹ là cho dù mẹ tu ở đâu, chứ chỗ chùa bây giờ chắc cũng có truyền hình hả Linh ha? Có chứ, bây giờ con có thể nhắn mẹ. Đúng rồi, Hằng nhắn với mẹ đi. Dạ. Có bị xúc động. Không sao, con cứ sống với cái cảm xúc của mình. Con chỉ mong là mẹ có thể vẫn còn sống và vẫn còn khỏe. Nếu thực sự con được gặp mẹ thì con sẽ chăm mẹ. Con có mong muốn là mẹ tìm con không? Dạ, nếu mà điều đó làm cho mẹ con thoải mái. Còn nếu mà mẹ con vẫn còn sống và không có thoải mái khi gặp con cũng chấp nhận chuyện đó được. Mẹ mà nhìn thấy Hằng như thế này là chắc là mẹ sẽ đi tìm Hằng thôi. Bởi vì hiện giờ ngồi trước mặt mọi người đây là một cô bé rất là đáng yêu, rất là hiền, rất là xinh đẹp. Cho nên rằng là mình có một đứa con gái như thế này thì thực sự là mình không tìm nó thì đúng là mình sẽ hối hận suốt luôn á. Hằng ơi. Dạ. Mẹ Hằng tên gì vậy? Dạ Huỳnh Ngọc Trâm ạ. Huỳnh Ngọc Trâm. Biết đâu được thông qua chương trình có thể gặp mẹ thì sao? Dạ ông bà ngoại mất rồi nhưng mà ông ngoại là Huỳnh Văn An, bà ngoại là Trần Thị Út ạ. Đó là hoàn cảnh của cô gái bên cạnh bên. Nghe cái chia sẻ của Hằng bên kia thì Hậu cảm giác sao em? Dạ, em nghĩ là bạn nữ bên kia sẽ sống rất tình cảm và luôn luôn hướng về gia đình. Bạn ấy đang thiếu thốn với tình cảm của gia đình. Dạ. Và luôn luôn hướng về gia đình. Bây giờ mình nói chút xíu về tình duyên đi. Em chính thức thì chưa có mối tình nào hết. Chưa có luôn? Dạ. Thôi Hậu nay 30 tuổi mà chưa có mối tình nào. À, chỉ gọi là yêu đơn phương ạ. Mới tìm hiểu có 1-2 tháng mà người ta không có quen em nữa. Con hiểu không? Còn Hằng thì sao? Dạ con nhiều hơn bạn bên kia. Con có 2 mối tình chính thức. Một bạn là lúc con mới vừa ra trường Cô Tô thì con làm ở công ty và con quen bạn đấy gần 1 năm hơn. Đến khi mà con quen bạn trai đầu tiên con mới biết được là học đếm là như nào. Con quen bạn đấy và bạn đấy có quen một vài bạn khác nữa tầm giống như kiểu đi 1, 2, 3, 4, 5 trùng những cái tên đó. Thì sau khi mà con biết bạn coi trai con có người khác thì con kiểu là không có níu kéo mà là con nói là nếu mà anh chọn bạn đó thì em không níu kéo anh có thể đi. Nhưng bạn đó lại tiếp tục chọn con rồi sau đó lại thêm tiếp tục người khác và cứ như vậy. Chào Hằng. Dạ, chào ạ. Đó là mối tình đầu tiên á. Còn mối tình thứ gì nói luôn cho ông mới ông nghe. Dạ, mối tình thứ hai là con làm ở Dubai lại. Con được cái bạn đó cứ theo miết, ngày nào cũng theo và chăm sóc. Tại vì bạn đó thấy con hiền á, cho nên là bạn con cũng thích. Nhưng mà khi quen được vài tháng thì đem về gia đình, có nghĩa là mang con về Nepal để giới thiệu với gia đình. Thì gia đình bạn đấy không chịu. Bởi vì là người ta chỉ muốn cưới cùng quê, cùng chỗ với họ thôi. Không thích người nước ngoài. Bạn đó là người Nepal? Bạn đó ở Dubai làm và là quốc tịch của Nepal cô. Cô gái nhỏ nhắn, dễ thương như Hằng này nhưng gặp quá nhiều giông bão trong cuộc đời. Cái số phận trớ trêu ha. Con cảm giác giống như là cuộc đời con vẽ lên một bộ phim gì đó. Nhưng mà thường những cái số phận đó trong những cái câu chuyện bao giờ cũng có một cái kết thúc rất có hậu đó. Và Hậu đang ngồi bên đây. Đúng rồi. Chờ đó nha. Hằng muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ chỉ cần bạn đó chấp nhận cái hoàn cảnh của con, chấp nhận cái sự mạnh mẽ của con đã trải qua, chấp nhận con ở nhà là một người rất bình thường và trẻ con. Có chấp nhận gì không Hậu?
Dạ được ạ. Được không? Được rồi, để cô ra cô coi cái người đàn ông, cái người đàn ông mà tinh khôi, hiền khô, hậu cũng hiền khôi nữa. Luôn. Ừ, trời đất ơi, đẹp trai vậy mà chưa có yêu ai là sao hậu? Dạ, kiểu đơn phương thôi ạ. Thế là người ta thấy mình thích người ta quá, thế là người ta không có thích mình nữa. Rồi người ta chảnh người ta không thèm thích mình luôn. Dạ. Cái gì kỳ cục vậy trời? Người ta chảnh. Nhiều khi số phận Linh ơi, Vân thấy là số phận á. Bạn này long đong lận đận như thế, khổ sở như thế, để rồi ông trời ông tạo cho hai bạn gặp nhau đây, gặp bạn hậu. Đúng rồi. Gặp hậu, hậu tưởng tượng cái bạn bên đây như thế nào? Các bạn nữ cũng dễ thương, chắc cũng cao ráo. Nghe cái hoàn cảnh của bạn vậy, hậu có nghĩ là nếu như hai đứa chọn bấm nút cho nhau á thì là hậu sẽ đem lại cái hạnh phúc cho bạn không? Em sẽ cố gắng hết sức mình. Cô gái bên kia lục đầy bản lĩnh, tự tin, tự lập, một cô gái rất mạnh mẽ luôn, mới vượt qua một chặng đường rất là và đau khổ như thế. Hậu thì rất là hiền, mình đoán là một người tốt đó. Đúng. Anh nghĩ rằng là hai đứa nếu mà hiểu nhau, cố gắng vun đắp mối tình này đó, thì anh nghĩ rằng ta sẽ có một cái kết đúng như tên của em vậy đó Hậu. Chính xác, tôi thấy là mở đi. Mở đi, mở rào cho hai người nói chuyện nha. Mở rào. Rung quá hả? Dạ. Hết sức bình tĩnh. Bắt đầu đi Hậu. Đâu gặp anh có món quà tặng em. Anh tặng em gì vậy? Em đâu có bảo không được anh hỏi. Bình dưỡng nhiệt á. Dạ, một bình dưỡng nhiệt rất là dễ thương ạ. Sao lại tặng cái này vậy Hậu? Dạ, bữa lần em dùng thì sẽ nhớ tới anh. Dạ, em cảm ơn ạ. Em cũng có món quà, em tặng anh cái áo. Nếu mà anh quen em cũng được, mà anh quen người sau cũng được. Nhưng mà đừng thay người con gái như là cái áo. Dạ, ông vừa rồi. Vừa rồi. Em về Việt Nam lâu chưa? Lúc nãy anh nghe em nói là mới về Việt Nam. Dạ, em về hồi năm 2020 ạ. Tháng 1 năm 2020. Lúc em về thì em cũng nghĩ là về lúc đó mình sẽ may mắn và để dùng cái tiền tiết kiệm của mình để mà mình mở quán cà phê bé thôi ạ. Là ước mơ của em. Nhưng mà dịch quá cho nên là chưa được ạ. Em có tính đi tiếp không? Hay là về đây luôn? Dạ, em về đây luôn ạ. Đã phấn đấu lâu rồi, em cũng muốn có một gia đình. Anh thấy em rất là nghị lực, giỏi không? Anh thì cũng ở quê lên á. Anh cũng tự kiếm tiền rồi đi học. Anh mới học nghề xong đây rồi, giờ mới làm kỹ thuật ở công ty này cũng gần 2 năm rồi. Giờ anh thấy cũng ổn định rồi, đến tuổi phải lập gia đình. Ở nhà cũng hối nữa. Em con gái bị hối nhiều lắm ạ. Nếu mà mình bấm nút cho nhau thì một tuần anh sẽ gặp em được bao nhiêu lần ạ? À? Em ở chỗ nào ạ? Em ở quận 7 ạ. Quận 7 ạ? Nếu mà tình hình ổn định thì một tuần có thể 2 lần, 2 đến 3 lần. Hiện tại anh ở quận nào ạ? Anh ở Biên Hòa, Đồng Nai á. Dạ. Em có yêu động vật không? Nhà em có 2 chó, 3 mèo, vì em đang nuôi. Anh nghĩ em sẽ yêu vì em là người sống rất tình cảm. Chó mèo nhà em nó cũng giống như em vậy đó. Đa số được lượm ở ngoài đường về nuôi. Cho nên là gia đình em ai cũng yêu động vật, với lại là sống tình cảm lắm. Chắc em nấu ăn ngon lắm nhỉ? Dạ, em nấu ăn được, ngon ạ. Anh cũng biết nấu á. Tại anh đi học một mình á, lúc đi học là anh không có việc gì thì anh cũng tự túc được. Cùng nấu nó sẽ vui hơn là một người nấu. Đúng rồi. Gia đình Hậu còn bao nhiêu người, ai đó thì giới thiệu cho bạn gái biết luôn đi. Gia đình của anh thì ở nhà thì còn có mẹ với ba. Mẹ anh đang ở nhà nấu cơm cho ông bà ngoại luôn. Mẹ anh chắc chắn là thương con dâu lắm. Nói chung tại con gái cũng đi làm dâu mà, nên mẹ anh hiểu với đồng cảm. Ba mẹ đang ở đâu Hậu? Dạ ở Bình Thuận à. Bạn Hằng rất là thích đi làm dâu. Dạ. Bạn rất muốn có một cái tình cảm gia đình. Mặc dù đi nhiều nhưng mà vẫn còn mang bản chất của con gái quê Bến Tre. Thì cũng có, mà cũng có những lúc mà đừng có chọc dữ. Khó để chọc dữ lắm, nhưng mà chọc dữ lên cũng dữ lắm. Em thì rất là thích có một gia đình ổn định, thích có một người chung thủy. Nếu mà làm dâu thì sẽ làm gia con dâu ngoan ạ. Anh thì rất chung thủy, anh dám hứa điều đó. Ông yêu chưa mà ông nói ông chung thủy? Tại khi nào em yêu em cũng yêu hết mình hết. Hậu nói với Hằng đi, tương lai lập nghiệp ở đâu rồi mình phát triển kinh tế thế nào? Sau này thì anh muốn về Bình Thuận, em thấy Bình Thuận có xa lắm không? Dạ em theo anh được. Dạ em theo anh được. Kinh không? Em theo anh, phát câu nó gọn lắm, đầy đủ ý nghĩa luôn. Thế em mình tìm hiểu khoảng bao lâu thì có thể tiến tới hôn nhân được? Nếu mà mình hợp thì trong 1-2 tháng. Với em như vậy là nhanh nhất, còn chậm nhất thì chừng 6 tháng 1 năm gì đó. Em thì ở trạng thái đã sẵn sàng về tinh thần và cái kinh tế. Có nghĩa là bên đàn trai không cần phải giống như những gia đình khác là phải hỏi lễ hay gì cả, con không đòi lễ. Anh cũng nghĩ như vậy là hợp lý. Đóng lý về cái em gì? Đòi lễ gì? Hợp lý là về thời gian làm đám cưới hay là không đòi lễ. Người ta nói vậy thôi chứ mình phải có lễ chứ, con gái đi cưới. Ừ. Anh thì cũng nghĩ là mình tìm hiểu khoảng tầm 3-4 tháng đến nửa năm là có thể tới hôn nhân được nếu hợp nhau. Thế anh nghĩ là khi mà đi đến kết hôn á
là tình yêu hay là quan trọng là hợp nhau? Anh nghĩ hợp nhau, không có ai hợp nhau hoàn toàn 100% cả. Mình phải vì nhau để cố gắng thay đổi bản thân một chút thì mới hạnh phúc được. Chứ không ai mà đặt vào cái là hợp nhau cả. Lúc mà em mở rào ra em gặp bé Hằng á, cái trái tim em nó có loạn nhịp không? Dạ, nhảy nãy giờ em không biết nó chạy có bên trái bên phải thôi. Vậy á hả? Còn Hằng sao Hằng? Dạ, con có thích ạ. Hai bạn này á là chắc là yêu xong rồi sẽ hòa hợp. Cũng có những mối tình là người ta hòa hợp rồi người ta sẽ đi đến tình yêu. Nhưng mà chắc là hai bạn này yêu rồi hòa hợp rồi đi đến hôn nhân. Hậu có thể đến nắm tay bạn gái, hát một đoạn nào đó và nói một cái câu nào đó thật tình cảm từ trái tim của mình. Tặng em một bài hát này. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ không làm em khóc. Anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ cố làm tất cả để cho em tháng ngày bình yên. Hay quá. Hay quá. Coi như thay lời tỏ tình luôn đó ha. Bài hát cũng là những gì anh muốn nói với anh. Anh hát hay mốt thì hát cho em nghe. Ok anh. Em cảm nhận được là anh cũng sống rất là tình cảm, cũng hiền, nhưng mà cũng có nét là cũng giữ ở bên trong. Anh dễ thương. Cảm ơn em. Chúng ta về ghế đi nào. Trước khi mình quyết định bấm nút, chúng ta sẽ lắng nghe ý kiến của người thân. Hãy nhìn lên màn hình. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình là dì Út của Thúy Hằng. Tôi là dì Út của Thúy Hằng. Chúng tôi đến từ Bình Tre, quê hương đồng khởi. Thứ hai là một người đứa con, cháu trong gia đình ngoan, hiền, lễ độ. Tôi muốn nhờ chương trình tìm cho Hằng một người bạn có thể thấu hiểu, thông cảm và chia sẻ những khó khăn cũng như là những vui buồn trong cuộc đời của tôi. Xin chào. Hậu thấy gia đình của Hằng hiền không? Dễ thương không? Dạ, rất dễ thương ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành quyết định để tay vào nút bấm đi. Nếu bạn cảm giác rung động, nếu của bạn cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình, bấm ngay vào nút đó. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai đứa. Hai đứa là nắm tay nhau đi. Là nắm tay nhau chính thức hẹn hò với nhau. Mong rằng hai em sẽ cố gắng chăm sóc cái mối tình này để đi đến một cái kết thúc, đó là kết thúc có hậu. Có hậu rồi, bắt đầu đó. Hỏi sao cơn mưa trời lại sáng. Bây giờ Hậu giống như gia đình của Hằng đang ngồi đó, có cầu của gia đình mình muốn nói với người lớn gì nói đi. Dì Dượng đó. Cháu chào dì Dượng. Cháu xin phép được tìm hiểu em Hằng. Cháu hứa sẽ cố gắng hết tất cả những gì các cháu thì làm được, không để em Hằng phải buồn. Hằng nói với ba mẹ của Hậu đi. Con chào hai bác á. Con là Hằng quê Bến Tre. Nếu mà con được về làm dâu của hai bác thì con sẽ là một dâu ngoan. Và đó là lời chắc chắn á. Quê giỏi lắm đó. Và đây sẽ là những món quà của chương trình. Cảm giác của em bây giờ rất là vui. Thấy hôm nay chương trình tìm cho em một người bạn rất là tuyệt vời trên cả sức mong đợi của em. Giờ em đỡ run hơn lúc nãy rồi. Em chuyên về nhà hàng khách sạn ạ. Làm tại Bến Tre luôn hả? Dạ, em có một cái việc làm rất là dài, đó là em làm ở bên Dubai 6 năm và em về Việt Nam năm 2020. Dạ, em cũng làm ở bên Dubai. Dạ, giám sát nhà hàng ở bên Dubai. Giống như cô nói là con hiền, dễ chịu, con dễ nói chuyện với mọi người, rất thân thiện ạ. Đến chương trình này thì con rất là mong là tìm một bạn trai mà có gia đình cũng thương người con dâu ạ. Tại con thích làm dâu, tại vì con không có ba mẹ từ nhỏ. Con ở với dì, ở với ngoại xong ở với dì. Tại là lần đầu tiên nên cảm xúc rất là xấu của em. Giống như mình đang trong mơ ấy. Em cứ phải bình tĩnh lại. Chúng là rất là vui sướng. Bỏ thời gian chờ được mấy tháng luôn đúng không? Dạ, em thấy thời gian đó không là gì hết khi gặp bạn nữ ngày hôm nay. Em thấy Hằng là một cô gái rất là hiền, rất là giỏi và đầy nghị lực. Cũng là một người để em học hỏi thêm. Để mình phải cố gắng sau đó để cho Hằng
không có thất vọng khi hôm nay đã chọn em. Hiện tại em vẫn còn rất là run ạ. Không biết là do máy quay hay là do bạn trai bên cạnh. Em thấy chương trình chọn cho một người bạn trai rất là tốt. Bây giờ thì chưa có biết là tốt như nào, nhưng hiện tại cảm nhận vẫn đang rất là tốt. Sau này thì anh muốn về Bình Thuận, anh thấy Bình Thuận có xa lắm không? Dạ em theo anh được. Dạ em theo anh được. Thực ra là em cũng không thích ở thành phố Hồ Chí Minh lắm, bởi vì nó rất là ồn ào và em thích ở miền quê hơn. Nếu mà về bên đấy thì em cũng sẽ rất là vui ạ. Em có thể tìm một cái việc gì đó phù hợp ở cái nơi đó, chẳng hạn như có thể mở một quán nhỏ nhỏ, độ nhỏ thôi, hoặc là mở một tiệm tạp hóa cũng được, miễn sao mà mình có một cái đồng ra đồng vào thôi, chứ không cần phải là tiền rất nhiều. Bởi vì nếu mà mình càng nghĩ mình càng kiếm nhiều tiền thì không bao giờ là đủ cả, mà khi không biết đủ thì sẽ không bao giờ là hạnh phúc. Không phải là em nghĩ về những cái mà tốt đẹp không, mà em nghĩ luôn cả những cái khó khăn ạ. Có nghĩa là không ai có thể bước đầu ngày đầu tiên mà mở lòng với một người lạ. Thì em sẽ cố gắng để hòa hợp, để học theo văn hóa của nhà của bạn, để mà hòa hợp theo ạ. Gia đình của anh thì ở nhà thì còn có mẹ với ba. Mẹ anh đang ở nhà nấu cơm cho ông bà ngoại luôn. Mẹ anh chắc chắn là thương con dâu lắm. Nói chung tại con gái cũng đi làm dâu mà, nên mẹ anh hiểu với đồng cảm. Em thì rất là thích có một gia đình ổn định, thích có một người chung thủy. Nếu mà làm dâu thì sẽ làm gia con dâu ngoan ạ. Anh thì rất chung thủy, anh dám hứa điều đó. Với Hằng thì bố mẹ nhà chấm 9.5/10 ạ. Hôm nay mẹ có biết em đi hẹn không? Dạ mẹ có biết ạ. Tấm lúc sau đã thông báo cho mẹ chưa? Nãy giờ chưa kịp luôn. Chưa kịp luôn à? Thế dạ. Giờ gọi luôn cho mẹ đi. Chào được rồi mày ơi. Dạ. Đi chưa? Dạ chưa, đang mua quẩy rồi, lúc xong rồi, mẹ ăn cơm chưa? Ăn rồi. Đi dạ. Sẽ hẹn mẹ thấy nè. Dạ. Em đi cô. Rồi chào con. Có nói gì về bánh gại của con không? Bạc chúc hai đứa tiến thành thì bạc đi cưới chồng hầu nghe. Dạ con. Con hiểu được tiếng của bạn không? Dạ hiểu. Con người chỗ nào? Dạ con quê Bến Tre cô. Bạn cũng mong hai đứa cho cơ hội đi để rồi để bạn đi cưới vợ cả hầu. Hầu nó hiền lắm, nó thiệt quá. Chiều nay con cơm với gì vậy? À, ăn cơm với rau luộc với cá chiên. Em không biết. Dạ. Rồi này trông cho hai đứa tạm lại rồi đi mẹ cũng nha. Dạ. Tới của chị em gọi điện mẹ sau được nha. Biết ở nhà gọi điện mẹ nha. Dạ, em không biết rồi. Dạ, em vừa bài hát này. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ không làm em khóc. Anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ cố làm tất cả để cho em tháng ngày bình yên. Hay quá. Hay quá. Bài hát cũng là những gì anh muốn nói với anh. Như vậy là chúng ta đã có một cái kết rất là đẹp thưa quý vị. Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai em. Chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị. Và một người và học bác vui vẻ, đừng chuyên quá là được. Ở ngoài công trường có nhiều thứ quý lắm. Em được mệnh danh là mê trai đẹp, trai body sáng muốn. Cô đã đất lành chim đậu, ở đâu có mồi, nói chim cu thì tới. Đất lành chim đậu, nói vậy cho nó rõ, nói rõ con chim cu nữa. Mời bạn nam. Rồi, mời em ngồi. Chào em. Xin mời bạn nữ. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh cũng như quý khán giả thêm đài. Em là Phạm Thị Phương Hồng Quế. Em năm nay được 36 cái xuân xanh. Và em là nhân viên văn phòng. Làm ở đâu Quế? Dạ em làm ở Phú Nhuận ạ. Huyện Mân Trỗi. Vậy hả? Dạ. Phú Nhuận sống ở đâu? Dạ em sống ở Gò Vấp. Mời bạn trai. Em xin chào anh Quyền Linh. Em chào cô Hồng Vân. Xin chào bạn nữ bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Nhật Phi. Hiện tại em được 36 xuân xanh. Em sống làm việc tại Khánh Hòa. Làm gì?
Dạ, nghề nghiệp của em là làm bên xây dựng. Kỹ sư xây dựng. Vâng. Mình có điểm mạnh điểm yếu gì em? Điểm mạnh của em thì hòa đồng, hoạt bát, thích ca hát, thích nấu nướng này nọ. Còn điểm yếu của em thì do cái môi trường làm việc, nhiều lúc người ta nói là nó sẽ bị ảnh hưởng tới vấn đề về tính cách của người. Trong quá trình làm việc thì em hơi nóng tính. Do xây dựng thì nhiều lúc người ta nói là không được lãng mạn cho lắm. Hơi khô khan ha. Vâng. Thôi, mời nhà gái. Bạn nam bên kia thì bạn nói là bạn làm bên kỹ sư xây dựng. Thì em cũng làm bên công ty xây dựng. Em lên phòng mua hàng của công ty xây dựng. Dạ. Mua hàng thì em sẽ cũng hoạt bát, cũng nói rất là nhiều. Cái tính của em thì nó cũng hơi mạnh tí xíu. Dạ. Em nghĩ là đâu đó cái nghề của em với bạn bên là tương đối, là tương thích đó, đúng dạ. không? Ừ. Rồi em có mấy mối tình rồi cưng? Em có một mối tình khoảng 4-5 năm, sau đó là chia tay vì coi như họ không vượt qua rào cản, người văn hóa thôi. Người nước ngoài hả? Dạ. Rồi chia tay bao lâu rồi cưng? Chia tay từ năm 2014-15 rồi. Dạ, 7 năm á hả? Dạ đúng rồi. Bạn trai, có mấy mối tình? Em thì cũng có đúng một mối tình, năm đó là em 25 tuổi. Rồi yêu mấy mấy năm? Dạ, trong vòng 1 năm thôi. Rồi sao chia tay? Tình hình về kinh tế của em là nó không ổn định. Không ổn định và có nhiều vấn đề xảy ra, rồi đó em đang làm xe nên. Rồi từ đó tới giờ không có mối tình nào nữa? Dạ không ạ, 12 năm rồi. 12 năm rồi, một bên 7 năm, một bên 12 năm. Ế thành xu thế luôn rồi. Bây giờ em trai muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Em chỉ cần một người và hoạt bát, vui vẻ và biết tính trên nhường dưới. Đừng ghen quá là được. Tại vì đối với công việc của em thì tiếp xúc rất chi là nhiều người ạ. Anh có hay đi công trình không? Anh đi làm, anh sẽ đứng một vị trí một công trình nào đó. Nhiều lúc là mình có thể chạy qua chạy lại một số công trình khác của công ty. Nhưng mà thường công trình của anh ở đâu? Thường công trình của anh là nằm ở từ Khánh Hòa đi vào Sài Gòn. Nhưng mà nói chung em tiếp xúc nhiều, nhưng mà kỹ sư xây dựng thì chắc là tiếp xúc đàn ông nhiều hơn. Không, nhưng mà ở ngoài công trường có nhiều thư ký lắm. Với lại mua hàng cũng gặp cô bán hàng cũng gái rồi sao? Đối với phòng mua hàng của em thì sẽ có một bạn là chuyên phụ trách về vấn đề này. Rồi, em có mẫu hình lý tưởng nào không em trai? Em không có mẫu hình lý tưởng nào hết, nhưng mà em chỉ cần vừa người là được rồi. Rồi, đơn giản vậy. Còn nhà gái? Em chỉ có mong là người đó hiền lành, biết sống với người lớn hay là trong gia đình, rồi biết tôn trọng những người xung quanh, hiểu mình. Chào em gái. Nhà trai qua coi mắt ha. Dạ. Đây cô gái dễ thương, xinh xắn á. Dạ. Này là bán hàng đắt rồi. Thực sự em ở trong công ty á, em được mệnh danh là mê trai đẹp, trai body 6 múi. Dạ. Dạ. Kỹ sư xây dựng đi nhiều chắc cũng đúng rồi. Thể lực cũng mạnh lắm á. Qua chị đếm thử coi mấy múi nha. Dạ, chị đếm. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ nói nhiều. Nói nhiều hả? Dạ nói dai á. Rồi em sao nãy giờ mấy muối nè? Dạ ăn một thôi ạ. 6 muối dầu muối. Rất là săn chắc cho chị thấy vậy ok rồi. Em cao như vậy cưng? Dạ em cao 1m72 ạ. Dạ được chị. Được không? Em thích cao chị. Em thích cao điều chị. Còn cái gì nữa con? Đi công trường chắc là da ảnh ngâm không chị? Sao? Chị coi giùm em nữa, da ảnh có ngâm không? Dạ đắng tươi. Dạ ngắm. Đi công trường mà. Kỹ sư văn phòng mà. Dạ mắt 1 mí 2 mí chị. Em muốn mắt 2 mí. Em ơi cho chị coi cặp mắt em nè. Không phải 2 mí, không phải 1 mí mà là mí lót được không? Dạ thôi cũng được. Cũng được đi. Rồi còn gì nữa không? Muốn gì nữa không nè? Em thích tướng tá cao nè, rồi thân mình mảnh khảnh nè. Mảnh khảnh đúng không? Dạ, đúng có rồi. Mảnh khảnh luôn. Có mảnh khảnh. Em trai không thích điều gì ở phụ nữ? Nó chỉ có một cái thôi, không chịu sang sẻ với nhau. Em không thích điều gì anh trai? Cũng là không thích chửi thề. Do công trình đi chửi thề. Em có chửi thề không em ơi? Mở rào liền luôn coi có hợp không? Quyết định gì đi. Mở rào. Xin mời. Không gian này là của bạn đó. Đầu đi, bước qua. Dạ, chào anh. Đầu tiên thì mình có món quà gặp mặt các bạn đầu tiên. Dạ, em cũng có món quà gửi anh. Đây là lần đầu tiên là có người tặng sách. Dạ. Mình cảm ơn anh. Cuốn sách này nó có tựa đề rất là hay, Nơi đến hạnh phúc. Dạ, biết rồi. Hy vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc. Mình đã đọc được 5 trang. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Hộp quà mình mở ra. Cái vấn đề này thì đối với em thì nó không thấy quan gọi là gì là giá trị, nhưng đối với những người mà họ hiểu, họ cảm nhận được là món quà nếu mà em chấp nhận, lúc nào anh cũng có bên người em. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Là cái gì? Là cái gì? Sao quyền bí vậy? Mở ra. Trên trước là một sợi chuyền di chuyền thôi. Dây chuyền hay là cái lắc anh? Dây là phải đeo thôi, em sao vậy? Ủa vậy dây là phải đeo hả chị? Đeo, trời ơi. Rung quá hả? Anh rung quá, em rung quá. Em cầm cho, em cầm cho. Bên nhà gái tôi đẹp gái quá mà không rung sao được ông. Trong lòng tôi suy nghĩ rồi, tôi nói trời mở rào ra là ông rung liền. Đẹp gái quá trời đẹp gái mà.
Trời, cảm ơn anh. Quá. Trời, dây điệu quá. Làm vừa đó giờ quen đeo nhiều lắm hay sao? Thôi không. Thì nói em đeo gom vô cổ rồi. Chết rồi. Dạ thôi nhường cho anh nói trước. Đúng là nó hồi hộp mà hai cùng. Tại vì đối với công việc của em thì tiếp xúc với nhiều người. Nhưng đối với bạn nữ, gặp bạn nữ thì mình biết nói gì hết. Nên người ta gọi là gì vậy? Gọi là những cái là trở thách. Anh là xây dựng dân dụng hay là công nghiệp? Mình xây dựng và thương mại, xây dựng khách sạn resort. Lâu à, làm cái công trình đó lâu lắm á. Vậy là anh cứ đi công trường hoài thôi đúng không? Hiện tại anh là kỹ sư trưởng hay là anh là coi như giám sát công trình hay là coi như anh là CM hay là gì? Không, hiện tại đối với anh thì anh đang trưởng bộ phận ở đó. Anh về kỹ thuật, về điện hay là về MI hay là? Về hai cái, một là thi công và tấm phòng cháy chữa cháy và phòng HVC và một cái nữa phần HD. Hai người chung nghề nhau hỏi dễ hiểu quá ha. Dạ. Rồi em hiểu rồi. Ở đây anh cần chia sẻ với em luôn. Đối với anh là cuộc sống thì chúng ta nên hướng về cội nguồn và gia đình. Giờ anh đã chuẩn bị về để có gia đình chưa? Cái vấn đề nhà cửa thì sau này giữa hai người kết hợp tính toán với nhau là chúng ta ở đâu. Thì lúc đó là mà hiện tại em ở Sài Gòn á, anh ở Khánh Hòa, vậy rồi làm sao? Đúng anh, không quan trọng gì đó. Rồi là đất lành chim đậu, ở đâu có mồi nó chim cu sẽ tới. Gì? Ở đâu có mồi chim cu nó tới hả? Đúng rồi anh. Sao không loại chim khác mà có chim cu tới? Đất lành chim đậu. Nói vậy cho nó rõ. Nói rõ con chim cu nữa. Thí dụ như bây giờ nè, anh có thể có một công trình ở thành phố hay là có thể xin chuyển vào thành phố làm có thể được không? Dạ được ạ. Còn em gái, em đã chuẩn bị gì cho cuộc hôn nhân? Tại vì tuổi của tụi em bây giờ cũng không phải là nhỏ nữa, nên nếu mà hợp á là nghiêm túc rồi tiến tới hôn nhân luôn, cái đó là rõ ràng. Em nghĩ tương lai mình sẽ ở đâu thì hợp? Em thì em muốn ở Sài Gòn, tại vì công việc của em ở Sài Gòn đang rất là ổn định. Có hướng về Sài Gòn không? Dạ, nhưng anh hướng về Sài Gòn đi anh. Như nãy em mới nói rồi mà, thì ở đâu là ở đâu có mồi chim cu tới. Đối với công việc của anh thì một tuần anh nghỉ được chiều thứ bảy và chủ nhật. Chiều thứ bảy chủ nhật. Ủa, công trình mà được nghỉ thứ chiều thứ bảy hả? Công việc của anh hiện tại bây giờ là mình đứng ra là mình nhà đầu tư. À, anh bên chủ đầu tư. Mình không phải là đơn vị thi công, nhà thầu thi công ở dưới. Rồi. Mình hiện tại đang làm cái dự án này cách sân bay khoảng 200 mét, nên có để đi lại rất nhiều vậy. Bước ra bay cái tới, bay cái tới. Vậy thì bao sáu bay Cam Ranh, sân bay Cam Ranh. Dạ. Anh đang có một cái dự án hôm nay, nhưng mà do tình hình dịch bệnh anh chưa vào được. Để quyết định thôi. Bây giờ tụi không còn nhỏ nữa. Nếu chúng ta chấp nhận và chúng ta qua thời gian tìm hiểu, đôi 3 tháng, 2 năm, 7 tháng gì đó, chúng ta phải hợp. Thì trong vòng năm nay, càng tốt. Trong vòng năm nay đúng không? Trong vòng năm nay. Quyết liệt ha. Ba mẹ em ở đâu? Gia đình em, ba má em vẫn còn ở trên Gia Lai. Mình ở đó là mình ở nhà riêng hay là mình ở? Dạ, nhà riêng. Người ta đó, người ta có nhà riêng luôn, thấy không? Nhà đó là em mua hay của ba mẹ cho? Dạ em mua. Cổ mua là cổ quá giỏi, còn đó. Ba mẹ là của thừa tự thôi. Thấy chưa? Thân phận nữ nhi mà người ta còn mua được nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Không, xíu mà. Nhỏ cũng là nhà. Nhà cũng nhỏ là cũng ở đây là mình đừng có nói chuyện nhà lớn hay nhà nhỏ. Nhà nào cũng là nhà cả. Hát tặng cô gái ăn bài đi. Thoải mái lên. Bớt rung đi đó, để sách đây. Hay thôi, để làm sao cho anh thoải mái, anh cứ tự thoải mái, anh ngồi hay đứng gì đó. Giải phóng cơ thể đi. Anh xin gửi đây một vài câu trong bài hát Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Không quen nhau đã bao lâu rồi, hai đêm đêm có hay, mà giọt buồn hồi bữa trên môi mặn đau. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hai đêm sao vắng mãi đêm dài, để mình ta với con tim càng khôn mang. Cũng phiêu lắm chứ không? Đúng rồi, rất là phiêu, rất là phiêu, rất là phiêu. Rồi, em gái. Em hát một đoạn trong bài Nợ Duyên đi ha. Em hát cái đoạn con nữ nè. Ai có quen gì anh, sao tự nhiên đi cùng hương, biết chi nhà người ta, xin tránh ra nhìn em lối đi. Mà nhà em thiệt là khó, em quen anh em sẽ bị đòn. Hẹn anh mai lớn lên đi, em sẽ trao anh trái tim này. Dạ, hết rồi. Thật lòng anh biết chẳng sao, anh yêu em đã bao ngày rồi. Mà ngày chỉ hỡi người ơi, sao không cùng nhau chân bước chung đường. Nhà anh thì cũng đến, là cái đoạn sau đây nó đến. Nhà thì cũng đến rồi thôi. Mai gặp nhau, xa chào nhau anh nhé.
Bây giờ trước khi hai bạn quyết định thì chúng ta hướng về màn hình để xem người thân nói gì. Chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào MC Quỳnh Linh. Chào Hồng Vân. Tôi là cô của cháu Phương Hồng Quế. Hôm nay đến với chương trình, mong cháu tôi tìm được một chàng trai thật là dễ thương để dẫn nhau đi đến hết quãng đời này. Riêng Quế thì cô khuyên Quế là không được khó tính nữa, nhí nhảnh hơn một chút xíu nữa đi để hòa nhập với cuộc sống cho nó thoải mái. Sau chương trình này cô mong rằng hai đứa sẽ dẫn nhau về trình diện cô. Cảm ơn chương trình, cảm ơn mọi người đang theo dõi trong trường quay này. Cô dễ thương quá à. Cô đáng yêu quá trời. Cô cũng cute lắm ha. Dạ. Ta trò chuyện với nhau rồi. Bây giờ mình đưa ra quyết định nào. 3 2 1. Hết thời gian. Ủa, em bấm không à? Em bấm mà. Hai anh chị đã hẹn hò với nhau. Nào ta hãy nắm tay. Đó, dễ thương, cười tươi quá trời luôn. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt xúc gà của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm, ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Chuối Ecool, nước uống thuần thảo dược, giúp thanh nhiệt, hỗ trợ giải độc gan, tốt cho sức khỏe. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng Thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn anh chị nhiều. Cảm ơn chương trình. Bảo vệ Phương Hồng Quế nha. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Và thay mặt chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chúc cho tất cả chúng ta luôn luôn gặp may mắn trong cuộc sống và hãy cùng yêu thương nhau, đoàn kết nhau để vượt qua đại dịch. Và mong rằng một ngày không xa, chúng ta sẽ có những hạnh phúc trọn vẹn, có những mảnh ghép sẽ ghép lại với nhau quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 17:50 thứ Bảy và 22:30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa thì chương trình xin cảm ơn nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính cho chương trình. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Một, hai, ba. Hết thời gian. Cháu xin phép được tìm hiểu em Hằng. Cháu hứa sẽ cố gắng hết tất cả những gì các cháu thì làm được, không để em Hằng phải buồn. Nếu mà con được về làm dâu của hai bác thì con sẽ là một dâu ngoan. Và đó là lời chắc chắn ạ. Cái này giác súng nổi không bà sữa? Nổi chứ chị, bác người cũng nổi ạ. Gồng lên cho chị coi coi. Dòm hẳn mặt tôi cái coi, mặt tôi không dám nhìn, sao dám nhìn mặt cô kia. Trẻ mà nó thấy mắt nụ cười thế nào? Duyên ạ. Ánh mắt thế nào? Ôi. Giống như tưởng tượng khi mà em đang nói chuyện. Bạn nam, mời bạn nữ. Thôi, mình giới thiệu về mình đi bạn. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể mọi người có mặt trong
hội trường ngày hôm nay. Em tên là Hoàng Văn Lực ạ. Năm nay em 25 tuổi ạ. Quê em ở đâu? Em quê Thanh Hóa. Thanh Hóa? Dạ. Em công tác ở đơn vị quân khí trực thuộc Cục Quân khí Tổng cục Kỹ thuật, huyện Mang Giang, Gia Lai. Cụ thể công việc em làm là làm gì? Dạ, công việc cụ thể của em thì là sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị thuật để phục vụ sẵn sàng chiến đấu trong quân đội. À, rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào, chào chị Cát Tường, chào bạn Nam bên cạnh và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Thúy Vi, năm nay em 23 tuổi ạ. Em sinh ra và lớn lên tại Đắk Lắk và hiện tại em đang làm dược sĩ tại phòng khám đa khoa Tâm Bình An ở Nhân Trạch, Đồng Nai ạ. Vậy là cũng thuận lợi đó. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là một người vui vẻ và hòa đồng ạ. Em biết nấu ăn và biết làm việc nhà. Ngoài ra thì em cũng rất thích ca hát nữa. Thôi giờ hát một đoạn cho nó có không khí chút xíu đi. Em xin gửi tới mọi người một đoạn của bài hát Chờ Người ạ. Rồi. Một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành nón lá, đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha. Lòng nàng sao lưu luyến quá, hẹn hò một người đi xa, mà năm tháng đã dần qua. Em xin hết. Trời ơi. Bạn trai cảm nhận giọng hát của bạn gái như thế nào? Bạn ấy hát quá hay ạ. Quá hay. Quá hay. Em hát đi, hát đáp lại đi. Kệ nó. Hồi nãy cái anh Huy đầu tiên hát hay lắm á. Vậy em hát bài Vì Nhân Dân Quên Mình ạ. Rồi. Rồi. Được luôn. Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh. Anh em ơi, vì nhân dân quên mình. Thôi rồi. Được rồi. Bây giờ giới thiệu điểm yếu. Rồi, em gái. Còn nhược điểm của em là một người khá thẳng tính. Mọi người cũng nhận xét em là hơi khó tính đó. Nhưng mà em không thấy em khó tính. Mình đâu giờ mình thấy mình khó tính đâu. Rồi, còn bạn trai, ưu điểm, khuyết điểm của em là cái gì? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, làm việc rất là gọn gàng, sạch sẽ và rất là tỉ mỉ trong mọi công việc. Ừ. Về điểm yếu của em thì em sống quá tình cảm, sống thiên về tình cảm là nhiều. Rồi chị hỏi em gái một câu, mới 23 tuổi thôi, xinh đẹp như vậy, nhưng mà tại sao lại cần nhờ tới chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Tại sao lại ế? Từ xưa đến giờ thì em cũng chưa có người yêu ạ. Trong chỗ em làm mà không có đối tượng nào sao? Dạ cũng có, nhưng mà môi trường em làm thì các anh nam rất là ít, hoa đã có chủ rất là nhiều rồi. Có khi nào em nghĩ em sẽ yêu một anh chàng trong quân đội không? Dạ chưa bao giờ. Em thích không? Thích quân đội không? Dạ thật ra môi trường làm việc của em thì hàng ngày đều tiếp xúc với những bác sĩ quân y. À. Dạ nên từ lâu ở trong em nó đã có một tình yêu rất là to lớn đối với những bác sĩ quân y và những người lính. À dạ. Vậy là cũng là một cái bén duyên cho mình rồi ha. Dạ. Em trai nghe nói chưa có mối tình nào, ngồi cười chúm chím hoài nè. Bên kia làm sao? Tình trường như thế nào? Dạ em đã trải qua một mối tình nhưng mà cách đây rất là lâu rồi ạ. À, bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai mình như thế nào? Em muốn một người bạn trai phải cao trên 1m65. Bên kia cao nhiêu? Em 1m68. Rồi dư 3 phần. Em được. Muốn bạn trai phải gọn gàng sạch sẽ. Thôi, bộ đội gọn quá gọn, sạch luôn. Dạ. Bạn trai sống phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình mình. Bộ đội là yên tâm vấn đề đó, còn gì khó hơn không? Em muốn bạn trai phải dễ thương một xí ạ. Dễ thương có. Dạ. À nha. Dễ thương là có sao? Nụ cười trúng chiếm là dễ thương lắm á. Có cái mẫu người lý tưởng gì không? Mỗi người lý tưởng thì em không có, nhưng mà mắt mũi miệng em muốn thì sao? Em muốn cái ấn tượng đầu tiên của em nhìn đó chị, phải gây cái ấn tượng cho em, phải làm cho em rung động. Kéo màn lên, cố gắng làm gì của em rung động nha. Khó quá, cái chung chung không biết thì sao để chị chỉ bên kia làm sao cho em rung động. Nhìn phải duyên, phải dễ thương. Cái duyên này nó hơi khó ha. Không có à nha, bên đây có duyên à. Vậy hả? Tôi nhìn tôi thấy cho tôi còn khoái đừng nói chi cổ. Cười có duyên lắm, cười có em trai cười coi mọi dưới cười không? Đó. Thấy chưa? Chị bên kia muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm người bạn gái chỉ cần yêu chân thật và biết đối nhân xử thế là được. Chứ em cũng không quan trọng lắm về ngoại hình, dễ nhìn là được. Điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Cằn nhằn nhiều, không gọn gàng. Nhưng mà bạn gái bên kia rất là gọn gàng. Đúng rồi, tại vì thích bạn trai mình gọn gàng, đương nhiên mình phải gọn gàng, đúng không? Dạ, đi. Thế thôi ạ. Thế thôi. Dạ. Để em, nếu mà yêu nhau bữa nay bấm nút hẹn hò mà được á thì em muốn khi nào mình mới tiến tới hôn nhân được? Khoảng 1 đến 2 năm nữa. Rồi bây giờ yêu xa thì em mong muốn là bao lâu thì ảnh phải gặp em hay thăm em hay như thế nào? Nói chung thì em cũng không cần là phải gặp nhau mỗi ngày. Ừ. Nói chung là ảnh biết quan tâm và thương em thật lòng là em đồng ý rồi. Cười 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 em cười. Sao chị? Duyên. Trời ơi, cười có duyên tôi biết mà. Sao hơi ốm vậy? Em ăn mãi mà không lớn đâu. Mà có khỏe không?
Quân đội khỏe. Nội khỏe không? Tại ông hồi nãy ông cũng quân đội mà ông không có chơi thể thao kìa. Nhưng mà ta vẫn khỏe. Không, nhiều khi ông ngồi trong trong phòng sửa máy móc không riết rồi. Quân đội là có rèn luyện thân thể, khỏe yên tâm đi. Không, rèn là lúc mới vô quân đội, giờ vô lâu rồi ngồi trong phòng sửa không yếu. Vác cây súng không nổi cũng không có sửa được đâu. Cái này vác súng nổi không mà sửa. Nổi chứ chị, vác người cũng nổi ạ. Gồng lên cái chị coi coi. Ờ, có chuột, có chuột rồi ha. Con chuột nó nói ba lớn vậy luôn rồi nè. Giờ hẳn mặt tôi cái coi, mặt tôi không dám nhìn sao, dám nhìn mặt cô kia. Trẻ mà thấy mắc cỡ chứ. Xấu hổ. Ủa trời, đi lên đây tìm bạn gái mà, có gì đâu xấu hổ. Cái vợ về ở đâu, lập nghiệp ở đâu? Chỗ em... nào thích hợp thì lập nghiệp. Ngon lành vậy đó hả? Dạ vâng. Duyên, ông này duyên nhìn nè. Nhìn con người ta hoài, ta mắc cỡ. Không phải vậy đó, phải tôi trời luyện. Rồi bao lâu đám cưới? Cổ nó muốn 2 năm đó, được không? 1 năm đến 2 năm. Tầm đấy cũng được ạ. Là mình là tính lập nghiệp trong này cũng được chứ không cần phải về Thanh Hóa. Dạ vâng. À, em có kinh doanh gì thêm không? Dạ không, em không kinh doanh ở ngoài. Sau này có định phát triển kinh tế như thế nào không? Thì nếu mà có điều kiện thì phải phát triển kinh tế chị. Về cái gì? Có định hướng gì chưa? Anh kia anh có cam hậu thuẫn chưa? Dạ chưa. Mai mới hỏi căng quá. Trời ơi, phải hỏi chứ. Làm nhỏ sợ rồi ha. Hơi ốm một chút xíu, dạ. Chưa có người nuôi. Chàng gái ốm nhưng có duyên. Dạ. Đúng như em nói, nhìn gương mặt này là thấy cảm tình liền. Dạ. Có khi nào em nghĩ rằng em sẽ yêu một người gọi là ở xa thiệt xa không? Dạ chưa. Nó thú vị lắm. Dạ. Yêu một người ở xa, nó có cảnh chờ đợi, dạ, cảnh mong chờ, rồi cảnh khát khao, những khát vọng, những cái nhớ nhung đó, nó hay lắm em. Dạ. Thử lần đi. Dạ. Thế lâu lâu cái được gặp nhau có nó đã, đã yêu lắm. Dạ. Chưa yêu lần nào nên chưa biết đâu. Có khi nào anh xem phim tưởng tượng một cặp trai gái đang hôn nhau chưa? Dạ chưa ạ. Có khi nào mình nghĩ mình sẽ hôn một chàng trai nào đó chưa? Dạ chưa ạ. Chưa luôn hả? Dạ chưa ạ. Em thích con trai hay thích con gái? Em thích con trai ạ. Ừ, phải hỏi kỹ. Nhưng mà cô gái rất là xinh nha. Dạ. Em xinh lắm luôn á. Cảm ơn. Rồi, thôi được rồi. Bây giờ hỏi ý kiến người thân đi, hôm nay dạ, em đi với ai? Dạ, em đi với anh chị và đồng nghiệp của em. Em chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường. Em là chị họ của Vi. Nhận xét về bạn trai thì hơi gầy, tầm cỡ 5kg nữa được. Cho hỏi là mình có tính lập nghiệp ở Gia Lai luôn không? Ở đâu mà phù hợp và thích hợp với em thì em sẽ ở đấy. Chứ không nhất thiết phải về quê. Có ai có ý kiến gì nữa không? Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em đang công tác tại phòng khám đa khoa Tâm Bình An. Em là bác sĩ. Em nhận xét Vi là một người rất là thẳng tính. Còn đối với bạn trai thì em thấy bạn này thì rất là vui tính, thấy cũng dễ gần. Còn cơ hội mà để cho hai bạn mà tìm hiểu nhau, đó là tùy thuộc vào hai bạn. Hôm nay nhà trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với đội trưởng và anh họ của em. Xin chào toàn thể các quý vị có mặt trong trường quay hôm nay. Về nhận xét này, em gái ở trước. Lực ơi, em gái là em 10 năm trước là anh ngồi ghế em là anh bấm rồi á. À, ngon. Còn về nhận xét bên phía đồng chí Lực. Đồng chí Lực là một cá nhân rất xuất sắc trong đội. Em tính em thích một người con trai là gọn gàng, sạch sẽ đúng không? Đồng chí Lực là ok, không vấn đề gì. Hy vọng là trong qua chương trình này thì hai em cho nhau một cơ hội để chúng ta tìm hiểu nhau có hết. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, cho anh trai, anh họ. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Đánh giá về Lực, Lực là một người rất hiền, chịu khó. Nhưng mà trời, nhát gan lắm. Nhát gan, nhát gái. Nhát gái, nhát gan, kỳ lắm à. Vâng, đánh giá về bạn gái bên đây là ok, tùy duyên hai người. Dạ, xin hết. Rồi, cảm ơn, rồi, cảm ơn anh. Rồi, bây giờ là tới phiên hai bạn nha. Chúng ta sẽ có ít phút để trao đổi với nhau. Cố gắng nha, tìm hiểu nhau nha. Kéo màn. Tặng em. Dạ, cảm ơn ạ. Cười tươi lắm á, duyên lắm á, có má lúng đồng tiền kìa. Hai người cười nhau suốt luôn đi. Ai cười cũng xinh, ai cười cũng duyên hết trơn á. Lần đầu tiên nhìn thấy anh thì em cảm giác như thế nào? Là một người dễ gần ạ, và có lẽ là hiền. Dạ. Còn gì không? Dạ, mới thì chắc chỉ vậy thôi ạ. Dạ. Còn em thấy bạn gái thế nào? Bạn gái rất là xinh ạ. Và cũng vui tính. Nụ cười thế nào? Duyên ạ. Ánh mắt thế nào? Ôi. Giống như tưởng tượng khi mà em đang nói chuyện qua bức màn hay không? Khi mà nghe giọng nói của em bên kia thì em đã
biết là bạn ấy nhìn rất là hiền rồi. Hiền thật, nhìn cũng hiền, rất là hiền. Giả sử mà sau này chúng ta yêu nhau ấy, dạ, có thể em nghỉ em về Đắk Lắk, nhà Đắk Lắk anh nghỉ, nhưng mà anh có việc ở trong đơn vị anh không ra ngoài được. Dạ. Thế em về em có lên thăm anh không? Cái này thì hơi khó, cái này thì anh phải xuống thăm em. Dạ. Chứ tại vì thời gian em về gia đình 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng em mới về được một lần. Và thời gian em về chỉ được 2-3 ngày thôi, vậy nên em muốn dành thời gian gia đình nhiều hơn. Thì nếu anh quan tâm em thì anh phải xuống thăm em. Dạ. Nếu mà yêu nhau thì anh sẽ tận dụng thời gian để xuống thăm em một cách nhiều nhất. Em thích hát và hay hát, hát hay như thế mà anh không biết hát thì em có thấy, em thấy như thế nào? Theo em thì lưu quy được bù trừ thôi anh ạ. Nếu mà em hát hay thì em nghĩ sau này người chồng em chắc cũng hát không hay đâu. Dạ. Nhưng mà em hát không hay vậy nên em hát hay là bằng nhau rồi. Dạ. Anh muốn hai đứa cho nhau cơ hội. Dạ. Để có thể tiếp tục tiến xa hơn. Dạ. Cho cơ hội thì em phải chinh phục cô ấy. Em phải làm sao? Sao chứ? Cô ấy tin là cô ấy sẽ bấm nút chứ. Thật ra thì khi nhìn thấy em thì anh rất là bối rối. Dạ. Không biết nói gì, run. Anh quân nhân thì đương nhiên là anh rất trách nhiệm, nên em yên tâm, có thể yên tâm về nhiều thứ. Đó, ít nhất phải nói được vậy. Anh mong em có thể tin tưởng anh. Yeah. Xin hết ạ. Xin hết. Giống báo cáo quá. Chúng ta đang đối diện với hàng triệu khán giả, đang đối diện với người thân, ông bà, cha mẹ của gia đình mình. Chúng ta không thể dối lòng được, không thể bấm nút vì bất cứ điều gì. Tôi luôn luôn nhắc lại điều đó. Con tim mình rung động, thật sự mình muốn tiến tới, mình hẳn bấm nút. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Nút đã bấm. Chúc mừng hai bạn. Nào, nắm tay nhau. Chúng tôi luôn luôn nhắc đi nhắc lại là trái tim rung động hãy bấm nút. Như vậy là hai trái tim này đã có rung động với nhau. Lo cho mấy chàng trai này, sao mấy chàng trai rụt rè quá vậy không biết. Em hên là em chốt được cái câu cuối, anh là quân đội, anh đã có trách nhiệm. Chúc các bạn hạnh phúc. Đây là những chiếc vé xem phim của Cùm Rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đưa cô ấy xem phim đi để hiểu nhau nhiều hơn nha. Sao em gái? Dạ. Em gái dễ thương quá. Dạ. Rồi, chúc mừng hai em.